Thế thì có ba cái hướng thị trường chính, đó là thị trường ở trong nhân dân, ở cái nơi mình ở, rồi thị trường trong tỉnh, thị trường cấp quốc gia và thị trường quốc tế. Thì cái này, khâu này cũng là một khâu yếu trong thời gian ra, kể cả quốc gia. Thì bây giờ đang là đổi mới, tìm hiểu thị trường, vừa duy trì thị trường nước, thị trường trong tỉnh và thị trường quốc tế, đang tiếp tục tìm kiếm để không phụ thuộc vào một thị trường một nước nào đó, mà chúng ta phải mở rộng nhiều thị trường. Có quốc tế thì giá chúng ta vẫn đã thành vẫn đang cao, cho nên vẫn phải đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trong cái sản xuất để nâng cao cái giá trị sản phẩm và hạ giá thành thì mới đủ được cạnh tranh. Chất lượng phải tốt, rồi môi trường sản xuất phải tốt, giải pháp cơ chế chính sách rất là quan trọng. Cơ chế chính sách thì nó thúc đẩy các giải pháp đấy, kể cả thu hút doanh nghiệp sản xuất theo chuỗi, rồi là thúc tiến thị trường, rồi các vấn đề khác, rồi nâng cao giá trị sản phẩm.